Khi con người á, người ta được cởi mở, người ta vui, người ta học nó cũng giỏi nè. Chúng ta giống như một bộ máy mà có năng lực tiêu thụ. Nếu như bộ máy này nó chạy hết nổi thì có nhồi nhét vào cũng bằng không. Cái bộ não của người chúng ta nó cần phải được khỏe thì cái sự sinh hoạt mà nó tiếp nhận về học tập nó cũng nhanh hơn người khác. Học nhiều là tiếp được nhiều, tại vì cái bộ não nó khỏe. Còn nếu như bộ não nó đơ rồi, mệt quá thì dù có bỏ vô nhiều môn học vô cũng bằng không. Này quan trọng lắm nè, rất là quan trọng luôn. Nên á, một cái chương trình gì mà giúp cho người ta nó giải trí mà lành mạnh á, giúp cho người ta nó nhẹ nhàng về đầu óc. Khi đầu óc nó nhẹ nhàng rồi thông minh, nhớ nha, này quan trọng lắm, rất là quan trọng. Nên nhiều cháu đi về chùa khi mà học lớp đạo làm con xong, nên trưởng đoàn người dẫn đi nên dắt các cháu dành chút thời gian. Tất cả các cháu đều đến cái chỗ mấy pho tượng Phật, xá Phật xong hãy về. Đó cũng là một cái tâm lễ kính đối với Tam Bảo. Cái chủng tử đó tập thành quen, sau này lớn lên các cháu sẽ có nhân viên gần gũi ngôi Tam Bảo từ nơi xá Phật đó đó. Nhớ nha. Cái công đức nhìn Phật, xá Phật rất là lớn. Trong tất cả các công đức thì công đức nghe danh hiệu Phật là lớn nhất. Nhìn Phật, xá Phật bằng một cái tâm cung kính. Có một câu chuyện mà người đó người ta mắt mờ mà ta nhìn Phật, mà trong lòng cảm thấy cung kính, tán thán Phật. Cặp mắt nhìn Phật mà mắt sáng. Nên từ nơi đó mà nhìn Phật là có phước lớn, xá Phật là cung kính Phật. Giống như kính thầy được làm thầy, mà kính Phật thì được làm Phật. Nguyên lý là gì? Nên hôm nay có ba công đoạn rất quan trọng nè. Công đoạn thứ nhất là gây dựng hạnh phúc sẽ có vật chất. Công đoạn thứ hai là phát triển đạo đức sẽ phát triển được học vị. Công đoạn thứ ba là một quốc gia nào chú trọng về hiếu đạo, quốc gia đó sẽ cường thịnh. Ba công đoạn quan trọng, rất là quan trọng luôn. Rất là nhiều người trong cuộc đời này họ nghĩ rằng kiếm được nhiều tiền thì mới hạnh phúc. Không phải. Những đức đã thí nghiệm rồi. Gây dựng được một hạnh phúc dù gia đình này còn đang nghèo. Mà muốn gây dựng được hạnh phúc thì phải tiếp nhận giáo dục. Vợ chồng hòa thuận, dạy con đàng hoàng, chung tay. Gia đình này tuy nghèo nhưng sẽ được hạnh phúc. Khi hạnh phúc rồi thì con người trong gia đình đã không phá hoại. Hiểu không? Con người trong gia đình đã được tiếp nhận giáo dục rồi, con người trong gia đình sẽ không phá hoại. Thí dụ như bây giờ mình cực lực mình làm mình kiếm tiền, một người làm ba người phá thì sao bị giàu. Nhưng mà gây dựng được nền giáo dục có hạnh phúc thì bốn người cùng làm ai cũng biết cái cực khổ kiếm được tiền. Từ nơi đó mà không có người phá hoại. Nên hạnh phúc phải đi trước thì vật chất nó mới tồn động. Còn nếu như gây dựng về vật chất nhiều mà thiếu hạnh phúc thì 100% gia đình này khi có tiền mất luôn hạnh phúc. Rất là nhiều người lao theo đồng tiền, họ lao theo đồng tiền nhưng họ lại mất gia đình. Mà gia đình đã mất rồi thì có tiền nhiều chúng ta cũng sẽ đổ những chuyện tầm bậy. Tại vì sao? Các con nghe để ý nghe. Khi các con có tiền nhưng gia đình không hạnh phúc thì chúng ta sẽ dùng tiền để đi kiếm hạnh phúc của cá nhân mình. Chồng thì kiếm theo cách của chồng, vợ thì kiếm theo cách của vợ, con thì kiếm theo cách của con. Thì mỗi một người dùng tiền để đi phá hoại. Từ nơi đó mà gia đình này sẽ tan nát. Có tiền nhưng sẽ tan nát. Vợ chồng có khi lại xa nhau. Nên gầy dựng hạnh phúc, tiếp nhận giáo dục, rồi cùng chung tay lo làm ăn đàng hoàng, chân chánh.
thì gia đình này chắc chắn thịnh vượng, mà gọi là thịnh vượng lâu dài. Nên để ý chỗ này để mình có cái sự tư duy thay đổi lại quý vị. Rất là nhiều người chúng ta trong cái thời đại phát triển, chúng ta đều rất chú trọng về kinh tế. Rất chú trọng về kinh tế. Quý vị biết vì sao xã hội bây giờ ly hôn nhiều không quý vị? Quý vị hãy thống kê lại đi. Cách nay 5 năm về trước thì cái số lượng ly hôn ít hơn bây giờ. Khỏi nói 5 năm, mỗi năm ly hôn càng tăng. Vì sao quý vị biết không? Vì con người chú trọng về tiền bạc, chú trọng về phát triển kinh tế, mà ít chú trọng về hạnh phúc giữa con người đến với con người. Từ nơi đó mà kinh tế nhìn phát triển, nhưng ly hôn càng ngày càng đông. Mà ly hôn là mất gia đình. Nhớ, ly hôn là mất gia đình. Từ nơi cái ly hôn mất gia đình, quý vị biết tệ nạn xã hội phát triển nhiều từ đâu không? Ly hôn. Vì đứa con nào cũng không muốn đi với cha mà không có mẹ, đi với mẹ mà không có cha. Thêm nữa, nếu mẹ cha không tiếp nhận giáo dục, vợ chồng xa nhau lại nói về đối phương. Mẹ lại nói cha, cha lại nói mẹ. Con đi theo cha thì đánh giá mẹ, mà con đi theo mẹ lại đánh giá cha. Điểm này là điểm gây dựng ra một cái tội lỗi cho một gia đình. Gia đình đã tan nát, sạch phước, gia đình này làm sao thịnh? Tệ nạn nhiều là từ đâu? Buồn quá, chán quá, nghỉ học, hư hỏng. Vì mẹ cha tôi ly dị nên tôi không còn cảm giác vui vẻ, nên các cháu đi hư hỏng, đi bụi đời. Nên tệ nạn nhiều là phát xuất từ gia đình ly hôn nhiều. Như vậy thì mỗi một gia đình, người xưa nói rằng là tế bào của đất nước. Nếu như mỗi gia đình mà không được hạnh phúc thì đất nước chúng ta khó cường thịnh lắm. Đó là câu đầu chúng ta nói chuyện chút thôi. Câu thứ hai, phát triển được đạo đức sẽ phát triển được học vị. Một con người nếu đẩy thẳng về học vị mà lùi đạo đức về sau, thì con người này học càng nhiều sẽ càng ác. Vì sở học của họ là sở học đè đầu cỡ cổ nhau để mà sống. Để ý chỗ này nghe, câu này nói hơi thô một chút đó, nhưng mà chắc chắn với quý vị luôn á. Nếu như đẩy mạnh về sở học để kiếm cơ hội làm giàu nhiều, thì đây là một cái sở học mà nếu không kèm đạo đức vào thì con người này sẽ đè đầu cỡ cổ nhau mà sống. Mạnh hiếp yếu, giàu hiếp nghèo, chủ không biết thương người làm công, chỉ biết dùng người ta mà không nghĩ đến cái công sức người khác. Đây là một nền giáo dục đè đầu cỡ cổ nhau mà sống. Nên những đức nói rằng là nếu như phát triển được đạo đức dạy từ khi còn nhỏ, đơn giản thôi, cái việc rất quan trọng luôn, nên nè, nói thật, không nói lời giả dối. Không phải của mình tuyệt đối không lấy. Vì sao? Vì của mình bị lấy mình sẽ rất buồn. Mình lấy của người ta mình cũng rất buồn. Mình lấy của người ta rất buồn. Từ nơi đó mà nghĩ được điều này thì không lấy của ai. Nói thật, không trộm cắp của ai. Và phải có cái lễ kính. Ba điểm này là lót nền móng, rồi cứ phát triển học vị đi. Ba điểm này mà lót được thì phát triển học vị càng cao càng tốt. Nhất định con người này lớn lên làm việc gì cũng nhất định tốt. Vì sao? Vì họ không có chiếm hữu của người ta tùy tiện, không có làm điều đó. Và họ là người nói thật, không nói lời giả dối, không trộm cắp của ai, lại có lễ kính. Thì con người này bất cứ một cương vị nào, họ cũng là một cương vị được người ta dùng họ. Vì sao? Có chữ tính. Người có chữ tính thì mới thành đạt. Người mất chữ tính không bao giờ thành đạt. Nên 100%, nếu như chúng ta nhận thức được sâu sắc trường học, nên có một thời gian dạy về đạo đức. Dạy đạo đức học là một việc cực kỳ quan trọng. Tại sao bây giờ học sinh lì như vậy, sinh viên hư như vậy? Vì sao? Vì họ đẩy mạnh về cái việc bằng cấp mà không chú trọng nhiều về đạo đức. Nếu như không chú trọng về đạo đức thì con người học càng nhiều có khi càng hư.
con cái đi học nhưng lại bất hiếu với cha mẹ. Cha mẹ cực khổ, đầu tắt mặt tối để kiếm tiền lo cho con học. Nhưng con đi học lại không lo học, con lại cãi lời cha mẹ, cầm điện thoại bấm, mẹ kêu ăn cơm, dậm chân dậm cẳng, sụ mặt xuống. Đó là gì? Đó là không chịu học đạo đức. Nó bấm điện thoại không có cơm ăn, mà mẹ cha nấu cơm cho ăn, kêu ăn mà không chịu ăn, mà còn dậm chân sụ mặt. Thì là từ đâu? Là từ không đẩy mạnh giáo dục đạo đức, nhưng đẩy mạnh học vị. 100% nếu đẩy mạnh học vị, loài người về sau rất hư, và xã hội này rất nhiều kiếp nạn. Con người càng bất hiếu thì kiếp nạn càng nhiều. Nhớ, người xưa nói câu rất hay: hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận, hiếu cảm đến đất thì muôn vật sinh sôi. Nếu muốn mưa hòa gió thuận, muôn vật sinh sôi là tốt đẹp, như mùa xuân vậy đó. Vậy thì con người phải hiếu. Gây dựng từ cái đạo đức học là gì cực kỳ quan trọng. Nếu trường học có một người thầy giáo dạy về đạo đức học, mỗi lớp học đều có một thầy giáo dạy về đạo đức học, hoặc là cô giáo dạy về đạo đức học, phải dạy sát thực nhất trong cuộc sống, phải nhấn mạnh vài câu quan trọng nhất của cuộc đời của các cháu, lấy mấy câu để dạy hoài để ấn tượng của các cháu. Một năm học đều được nhắc nhở những điều quan trọng nhất để áp dụng trong cuộc đời cha. Thật sự mà nói thì sở học nó chỉ có nguồn gốc vài câu, quý vị, không có nhiều. Học nhiều nhưng không làm được bao nhiêu thì cũng bằng không. Nó chỉ có vài câu thôi. Lấy vài câu đó dạy hoài để mở rộng ra, lấy nền để mở rộng ra cành lá hoa quả, thì sở học đó đặc biệt dữ lắm. Nên những đức nói rằng là các con đừng nên quá chú trọng học vị, phải gây dựng cái đạo đức thì cuộc đời các con về sau mới có hạnh phúc. Tại vì sao? Một con người hiền hậu, con người có đạo đức thì con người mới vui. Con người có tiền có địa vị mà không có đạo đức các con có vui đâu. Các con biết rằng hiếu đạo là tự tánh. Một con người thành đạt sự nghiệp trong cuộc đời mà không có hiếu đạo, các con sẽ không bao giờ vui, vì tự tánh đã bị bích lấp 100% luôn. Thí dụ như hòa thuận với anh em là tự tánh, hiếu đạo với cha mẹ là tự tánh, kính trọng thầy cô giáo dạy là tự tánh, thương yêu con người là tự tánh. Đây đều là những tự tánh phát triển ra, mà phải từ đạo đức học mà dạy thì con người mới phát triển tự tánh. Mà con người khi phát triển được tự tánh thì con người này rất là thông minh. Đa phần nhân sinh họ sẽ biết rất nhiều, dù họ chưa từng được học qua vũ trụ nhân sinh, nhưng tự nhiên họ sẽ biết. Vì sao? Vì nguồn gốc từ tự tánh đó phát triển. Thì con người này rất là đặc biệt. Nên cái nền giáo dục đạo đức rất quan trọng. Trường học nên rất chú trọng chỗ này. Đừng bao giờ chú trọng cái chuyện lớp học tôi 50 người, chỉ cần năm nay thi đậu hết 50 đứa là thầy giáo này được rồi. Chưa chắc. Nếu như đều đậu hết 50 đứa, nhưng nó đậu cái gì mới quan trọng. Nó về nó chửi cha mắng mẹ thì việc này có gì hay? Không lẽ quý vị dạy ra một học sinh như vậy? Việc này phải vô cùng quan trọng. Các cháu đi về chùa mình thì thời gian quá ít. Quá ít rồi, các con ở trường học thì quá nhiều. Nếu như trường học các con có thêm một buổi học về đạo đức học, mỗi ngày phải có một thời gian học đó. Những vị trí học kia rút lại chút thời gian để có một buổi học đạo đức học, mỗi ngày phải có 15 phút đạo đức học, thì nhất định lớp học đó có kết quả. Nhất định là có kết quả. Tại sao bây giờ sinh viên nhiều đứa hàng đá hút chích xì ke ma tí? Vì sao? Vì chúng ta không nhấn mạnh chỗ này. Học sinh còn rất trẻ, nữ còn rất trẻ đi học, vào trong lớp học mà trang điểm hơn bà bóng, vì sao các con học? Đúng không? Những cái điều này phải chú tâm dạy cho thật kỹ, thì tức khắc lớp học đó nó mới có đạo đức được. Sau này sẽ đào tạo ra những con người đặc biệt cho đất nước. Câu thứ ba là: một quốc gia nào chú trọng về hiếu đạo, quốc gia đó sẽ cường thịnh 100%. 100%. Vì sao? Vì những đức đọc sách của Khổng Lão Phu Tử, nhiều người ngày xưa học vị không cao, nhưng người mà được mời gọi làm quan là những người hiếu đạo đối với cha mẹ họ. Hiếu đạo vô cùng sâu sắc. Họ hiếu với cha mẹ và họ hiếu đạo với tất cả cha mẹ người khác. Nên người xưa người ta dùng tiếng làm quan là gì? Như phụ mẫu.
Người làm quan như phụ mẫu. Vậy thì họ biết hiếu đạo với cha mẹ họ, họ sẽ làm phụ mẫu người khác được. Nên từ nơi đó một quốc gia nếu như nhiều người hiếu đạo thì tức khắc quốc gia đó mỗi cương vị làm sẽ không làm tổn hại đất nước. Tại vì trong Đệ Tử Quy nói đạo đức khuyết cha mẹ buồn. Nếu như mà mỗi một con người làm việc cho xã hội đất nước, họ không dám làm cho đạo đức họ khuyết vì sợ cha mẹ buồn. Nên họ đâu có dám đụng cái chuyện của công của đất nước, nên họ sẽ giúp cho đất nước cường thịnh. Nhưng cái chỗ vô cùng quan trọng là phải giáo dục từ đầu, để con người nhìn ra được cái lối sống của một con người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi. Nếu như làm những điều không phải thì mất đi cái nhân cách. Cuộc đời người ta thường nói rằng hùm chết để gia, người ta chết để tiếng. Nhưng mà mình có cương vị xã hội mà mình đi làm một hai chuyện mà vì vật chất không cần thiết, đó là do gì không hiểu, cuối cùng đã làm gì không phải, ảnh hưởng đến cả gia đình. Gọi là tham thì thâm vốn liếng. Nếu như biết đủ thì sẽ tồn tại thôi, nhưng do quá tham không biết đủ. Muốn căn nhà, có căn nhà, muốn thêm căn nhà, muốn căn nhà nữa thì cũng muốn căn nhà nữa. Cứ muốn hoài, muốn rồi cuối cùng té giếng luôn, mất luôn tất cả các nhà. Đó là vì không tiếp nhận giáo dục, nên tham thì thâm vốn liếng. Đúng không? Nên mỗi quốc gia mà chỉ cần chú trọng về hiếu đạo thì chắc chắn là thịnh vượng quốc gia đó. Mà người hiếu đạo sẽ không bao giờ phản quốc gia 100%, xong không bao giờ làm tổn hại quốc gia chúng ta. Vì mình ở trong một quốc gia mình đi đến đâu cũng làm cho người Việt Nam chúng ta được người kính trọng. Các con là những người được giáo dục, các con đi du học nước ngoài, người ta nhìn người Việt Nam, người ta sẽ xem trọng người Việt Nam. Vì sao? Tôi đi đến một quốc gia đó học tập, tôi đứng vị trí của đất nước tôi đi đến đó học. Vì sao? Người ta gặp các con, người ta nói kìa người Việt Nam kìa. Ô, người Việt Nam vô cùng dễ thương, người Việt Nam có đạo đức, người Việt Nam chân thật, người Việt Nam có đạo nghĩa. Người ta vừa nói câu đó là các con đang gánh trọng trách là một đất nước, đi đến đất nước khác học. Hiểu chưa? Nếu như giờ các con đi đến đất nước khác học, người ta nói ô, người Việt Nam tham lắm, người Việt Nam đụng cái gì cũng lấy. Như vậy thì các con đang gánh trọng trách là một đất nước Việt Nam, mà đi đến đất nước khác học, người ta đánh giá như vậy là đánh giá cả con người Việt Nam. Phải là các con tội lỗi nặng không? Nên mình đi đến đâu học, mình cũng gánh vác vai trò của mình là người Việt Nam. Nên cái tư tưởng học tập của mình là tư tưởng đạo đức. Như vậy thì đi đến quốc gia nào người ta cũng thương. Nhưng Đức nói 100% với các con, đạo đức không bao giờ lỗi thời. Dù xã hội có phát triển cỡ nào, đạo đức vẫn vượt qua thời đại. Nếu như các con gầy dựng được đạo đức, các con là người sẽ được trọng dụng và không bao giờ bị bỏ rơi. 100% luôn. Bây giờ các con cứ nghĩ đi, các con về đây đông như vậy, nhưng Đức dùng mọi cách, nhưng Đức không có lấy các con một cắt bạc luôn, mong các con được vui thôi. Đây cũng là một tư tưởng đạo đức đó các con. Rồi cha mẹ các con về đây, những Đức đem những tư tưởng này chia sẻ ra, và nhiều người được nghe công đoạn này, ai có tư tưởng sẽ là một con người đặc biệt về sau cho đất nước chúng ta. Những Đức coi được tư tưởng Bác Hồ các con, những Đức thấy Bác Hồ chúng ta rất đặc biệt. Chúng ta sanh vào một quốc gia của một bậc lãnh tụ quá tuyệt vời, gọi là ngàn năm nhớ ơn Bác. Bác Hồ để là một tư tưởng về giáo dục rất đặc biệt. Từ một nhà giáo dục, một nhà quân sự, một nhà trí tuệ, một con người đi đến đâu cũng có thể giao lưu và sống với con người mọi quốc gia đều được thương yêu. Con người này đặc biệt lắm chứ không phải đơn giản đâu. Nên tư tưởng của Bác để lại các con nên tham khảo sơ. Có những bài học rất là nhân văn, rất là hay. Những Đức đã đọc qua tư tưởng của Bác Hồ, những Đức thấy hay lắm. Những Đức áp dụng trong chùa cũng là nhiều cái những Đức áp dụng từ Bác Hồ đó. Rồi thương trẻ em cũng là học từ Bác Hồ mà ra. Nhưng ngộ tay thương trẻ em thì mình rất là vui. Tự nhiên mình cũng trẻ như em. Đúng không? Mình thương trẻ em thì mình trẻ như em. Mình đi đâu mình cũng cầm kẹo bỏ trong túi. Các con đi đến quốc gia nào cũng vậy. Rảnh đi đến những cái nơi mà cô nhi viện, nơi trẻ em, cầm kẹo theo, kẹo mua đâu có nhiêu tiền đâu, tặng cho các em, mọi em một cục kẹo. Có khi các con lại học được những bài học rất đáng giá ở nơi trẻ em đó đó.
Các con thử đi, rồi các con sẽ thấy các con là người đặc biệt, tuyệt vời, phong phú luôn, rất là đặc sắc. Nên hôm nay chúng ta nói chuyện chút thôi, các con nghe được chút gì nhớ, được ở chùa thì biết nghe lời và theo sự sắp xếp của thầy cô giáo. Những đức sẽ lo cho các con hết lòng, nhiệt tình, giúp cho các con vui trong thời gian nghỉ hè được về đây. Rồi về nhà đó, các con nên sống cho nó đặc biệt hơn, học tập được nhiều cái hay. Các gì các con không hiểu thì hỏi. Những đức ở đây mà, không hiểu hỏi. Muốn hỏi được đặc biệt nhất là ghi ra giấy. Hãy nghĩ kỹ cái điều cần hỏi đó. Hỏi nó phải có nhân văn đặc biệt, chứ đừng có hỏi tầm bậy, hiểu không? Phải hỏi nó phải có góc độ, hỏi lợi mình lợi người, vì mới là người có trí tuệ. Chúc đại chúng ai cũng an lạc vui vẻ nha. Ai về đầu vào. Chúng ta sẽ đọc tên những người sinh nhật ngày hôm nay, lên đây cái nữa là xong ha. Sinh nhật ngày hôm nay đông quá, những người có ghi tên thì lên đây giùm. Tới 19 người đã nghe. Những người ghi tên sinh nhật nãy lên đây nghe. Các cháu lên đây các con. Nãy ghi biết không? Cháu Nguyễn Hồng Thấm 11 tuổi, Bùi Hương Giang 11 tuổi, Đào Thị Bảo Ngọc 11 tuổi, Lê Lương Thiên Lộc 8 tuổi, Lương Thị Ngọc Liên 37 tuổi, Phạm Thị Ngọc Sinh 54 tuổi, Trần Ngọc Nhi 6 tuổi, Nguyễn Cao Nhật Mai 11 tuổi, Đặng Tiểu Bình 10 tuổi, Bùi Thị Quyên 33 tuổi, Trần Tuệ Vi 2 tuổi, Trương Lê Ngọc Quý 9 tuổi, Trương Minh Khải 5 tuổi, Nguyễn Long Vũ 12 tuổi, Ngô Thiên Lộc 1 tuổi, Vũ Thị Hạnh 65 tuổi, Trần Ngọc Minh Trí 3 tuổi, Nguyễn Văn Mạnh 51 tuổi, Nguyễn Trần Diệu Anh 5 tuổi. Đến đây. Rồi đây con. Bạn này có con heo cúng dường Tam Bảo, nhờ thầy Nhuận Đức khui con heo ra giùm để nuôi các cụ già. Chúng ta cho chàng pháo tay nghe. Các con nhớ nè các con, người tốt mình nêu lên, còn cái người mà mình không có cúng dường các con đừng có ngại nghe. Ở đây không có quan trọng chỗ này đâu, nhưng mà bạn vậy thì mình vỗ tay khích lệ bạn thôi. Còn những bạn khác không có tiền thì thôi, không có sao nghe không? Chứ đừng có nói người cúng dường mới là tốt, người không cúng dường không có tốt, là không có đúng đó nghe. Con nhớ á, chùa mình thì các con về đây vui là tốt rồi. Mỗi lần sinh nhật á, chúng ta được con heo với cái máy niệm Phật nghe. Con heo dễ thương. Những đức tập cho các con từ khi còn nhỏ biết hà tiện, tiết kiệm. Thí dụ như ba mẹ khi các con đập con heo ra thì đưa tiền cho ba mẹ, con phụ ba mẹ cái đó, con phụ ba mẹ cái đó. Chỉ cần có một cái tâm này thôi thì cái phước con rất là lớn, chứ không phải đem tiền đưa những đức nghe không. Không phải là đem con heo đưa những đức, khỏi cần chỗ này. Các con chỉ cần dành dụm phụ ba mẹ có việc trong gia đình là được rồi. Những đức tặng các con để tập các con từ khi còn nhỏ tạo phước duyên. Và một chiếc máy niệm Phật, các con đi đâu cũng đeo máy niệm Phật nghe. Vậy thì các con có phước và thông minh. Các con cứ nghĩ đi, những đức học lớp 3 đó, các con thấy những đức ngồi giảng thuyết chưa? Là do những đức niệm Phật mà ra đó. Nhiều tư tưởng về nhân sinh những đức giảng các con nghe rõ ràng, thấy không? Từ nơi đó thì mình nên tập theo thầy học niệm Phật, vậy thì mình thông minh đúng không? Có duyên nữa, dễ thương. Chúc các con an lạc nha. Đây tặng các con nè. Nhớ là sinh nhật không có đòi quà cha mẹ đâu, mà sinh nhật để là tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ chúng ta. Nên sinh nhật ở chùa mình á, các con được niệm Phật nè 10 câu để hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình. Và tất cả các bạn khác dù không có sinh nhật nhưng chúng ta cũng niệm Phật để hồi hướng cho cha mẹ mình nghe. Đây. Chùa mình những chương trình sinh nhật này là đẹp nhất đó quý vị. Đặc biệt ý nghĩa trong cuộc đời các cháu. Đây. Các con bước lại gần đây.
Dù là một cụ già cũng được dự sinh nhật ở đây nghe. Này con, ôm chắc có chuẩn bị. Này con, nó quà thấy chưa? Hạ xuống một chút. Hạ cái máy quạt xuống. Đây. Rồi. Còn ai không? Chúng ta chắp tay niệm Phật 10 câu. A Di Đà Phật. 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 Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.